Hi, mến chào các bạn. Đoàn hành hương của chúng tôi đang đi xuống hành hương Đức Mẹ Múc Sri và đang nghỉ chân tại Pasto. Thời tiết rất là mát mẻ, rất là vui. Xin chào, xin chào. Sáng ăn sáng uống cà phê rồi, ngon lắm. Hiện tại khi mà chị Miên đang đứng ở Pasto, nơi này là một cái nơi rất là quen thuộc. Mỗi năm đi hành hương ở Las Vegas hoặc là đi cầu thang đua xe đấy, thì đoàn của Kim luôn luôn dừng chân lại ở đây. Bữa nay cũng không ngoại lệ, bữa nay đoàn của Kim đi Missouri thăm thử thánh mẫu 3 ngày ở bên đó. Đường đi Missouri thì xa vời vợi, đi tới 30 tiếng rồi. Thực ra bây giờ đó mọi người đưa xuống đây xả nước cứu thân, xong bắt đầu tiếp tục đi tiếp, đi xuyên đêm luôn các bạn. Thì nếu mà đến đâu thì hai chị em mình tiền là cái đó hay biết. Lên đường nha. Mỗi lần đi hành hương á, hễ mà đói Kim hay chạy lại chỗ chị Miên lắm. Chị mang đủ thứ đồ ăn, không thiếu món gì. Đây là bình nước mát này ha. Đã vậy được còn nho. Rồi hình như là Kim thấy là bịch mít nè. Để coi xem chị lấy thêm cái gì lên nữa nè. Nhiều thứ lắm. Món gì cũng có nha, từ đồ ăn mặn tới đồ ăn chơi, trái cây đủ loại. Mà bữa nay chỉ mua được quả mít to nha, múi nào múi nấy to đùng. Đấy các bạn thấy không? Mà múi mít của chị mua ha, vừa giòn nè. Rồi đã vậy rồi, ở trong làm như là nó có mật đó, ngon lắm. Chị mang được cái mời bà con ăn. Đây là phô mai đầu bò. Đã vậy còn có chuối sứ ha. Mà trái nào trái nấy mọc ố luôn. Còn đây là kẹo ngậm ho nè. Rồi đây là kẹo trái cây nè. Mang đủ loại hết á. Còn đây là cái bánh snack á. Nếu mà mình cảm thấy là nếu đói á thì ăn đỡ cái một cái này thôi là cũng đủ cho mình no được. Tại vì con đường đi từ đây qua bên Missouri á, nó không có giống như đi bên Oregon chị. Nó dạng dạng nó giống như là đi Las Vegas đó chị ha. Đường nó sỏi đá không à, những cái cây chẳng hạn như cây xương rồng mà nó còn bị cháy rồi đó, bởi vì đây nóng lắm. Đường nó đẹp lắm nha, nhưng mà có điều là nếu mà nhìn về cây cỏ thì nó xơ xác, bởi vì mùa này là mùa đang mùa hè nóng. Tất cả mọi người Đang chơi cho bớt, mọi người đang nghỉ ngơi. Trong khi ba chị em đang ngồi nhìn ngắm cảnh, ăn và đó kẹo, cảnh cảnh đẹp lắm. Đi xe bus được cái là mình được nhìn thấy tất cả mọi mọi cảnh đẹp cảnh lắm. vật ở trên đường. Ôi Trong khi mình đi Oregon thì thấy không, toàn là cây xanh không mà đẹp thế sao. đẹp đi Nhưng mà cái đường đi Canada nó cũng giống vậy, giống như là bên bên Oregon nó đường màu xanh khó thấy không. quay quay kìa, cái núi núi đá không, núi đá không, ở đây là đá 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 núi đá sỏi đá đá với không. cỏ khô. Thì thấy không, những cái cây như vậy phải là cỏ đâu, đó là cây xương rồng đó chị. Vậy hả? Các loại xương rồng Nó có bông nha, rất là đẹp, mua có bông lắm. Cái bông mùa mua mùa chắc mình mấy đi cái mùa tháng mấy đó mà nó có bông đen thật đẹp rồi đó. Và đoàn chúng em đã đến được Arizona là trạm dừng chân thứ hai. Trên đường đi Missouri còn xa vời vợi lắm. Bây giờ đây chúng em xuống đây để nghỉ ngơi xíu, rồi chút xíu lên xe bắt đầu ăn uống ăn cơm. Đây là chị Quý. Hồi xưa Quý nó nhập cứ gái. cứ nói là hoa hậu trên xe đó, mỗi lần đi xe là Quý cứ nhập nói hoa gái hậu trên xe đó. Mà bây giờ vẫn là hoa hậu chứ ngày xưa gì? Bây giờ cũng là hoa hậu mà. Mẫu hậu. Ê mẫu hậu này đây á, nghe nè. Mẫu hậu đi chụp hình với con. Giờ hai chị đứng chụp hình nha, để em chụp tấm hình cho hai chị nha. Từ từ chờ em tí xíu, chờ xíu. Mua đồ nè, trong này có chị Nen nè, chị Bình, chị Hương. Đang mua đồ. Ở trong đây họ bán đầy đủ những cái loại mà mình cần thiết trên xe nha. Cắm Như giác cắm á. USB này. Đúng rồi đó. Cắm. Quá. Ở đây có âm ly để nghe nhạc ở trên xe nữa. Ở đây là giống như là cái tuyến đường đi 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 dài á, nên là trong này nó có đầy đủ hết á. Ở trong này nó có chỗ để tắm rửa này ha, rồi đi vệ sinh, giặt đồ. Rồi có chỗ để trong khi mình nhồi mình giặt đồ mình chờ đó, mình có chỗ để chơi game nữa đó. Dạ, cái này để phone, vừa để phone để nước, để đủ thứ đó. Rồi trong cái này á, mình bỏ vào đây là mình chạc điện luôn nè. Nếu mà mình muốn đi tắm hoặc là đi giặt đồ thì mình đi vào trong chỗ này. Một bên đó thì để đi restroom, một bên thì đi tắm, một bên giặt đồ, cũng như là một bên để mình ngồi mình chờ giặt đồ á, thì mình chơi game.
Ở bên đây họ có bán pizza ha. Rồi ngoài ra họ có bán các cái loại ăn chơi như chi nè, trứng, rồi trái cây, xà lách, bánh mì. Và đây là bữa cơm trưa ở trên xe do chính tay Kim và chị Hường nấu để mời bà con cùng thưởng thức. Tối bên đây là cô Thanh với cô Hòa.
mang bình bà chuỗi tôi đi lên, bà lên xin cha tạm chú cho bà ngồi đây ông sư chú cho tôi lên cha tạm chú mới vừa bà vừa ngồi được chống cái đó xuống đây năm phút tại vì á ngồi rồi bây giờ nhớ rồi đi xa có không chịu nổi không? Đi xong rồi phải trở về quê hương liền đó không, đâu có định cư đâu được. Ai biểu chị dễ thương chi, nên là chỉ đi tí chỉ nhớ chứ phải quay về quê hương. Tính tính ngồi bên cạnh cha và tâm sự với cha một chút, mà mới vừa lên với cha xong rồi tự nhiên nó gọi mình xuống này nhìn cho cha tu, đâu có cha tu, cha cứ tu đi còn con sống kệ con. Trời ơi, một ngày thì cứ tu, con tu cha không tu, con tu cha không tu là cha tu là con tu đó nha. Con tu cha là các cô đang ngồi nói chuyện với nhau ha, trên một chuyến đường dài dài thong thả. Chị thấy không, mình được đi qua biết bao nhiêu tiểu bang phải không, rồi xong bắt đầu mình đi thì mình ngắm nhìn non nước hữu tình, chị thấy không. Đoàn của Kim bây giờ đang đi ngang qua tiểu bang New Mexico, là cái vùng gần tới rồi, gần tới Albuquerque ở tiểu bang New Mexico đây. Càng đi gần thì các bạn thấy là đồi núi ở đây đẹp lắm, bởi vì là bên vách núi, vách núi của mình cũng bắt ngắm ở tiểu bang New Mexico đẹp lắm. Cha mà có thời gian đây là xuống vô tà, đây cái núi đá nó bào màu thật đấy ông bà, đẹp không, càng bào màu thì nó càng đẹp, càng bào màu thì càng đẹp. Bên đây có một cái núi này còn đẹp hơn nữa nè, núi này nó còn nó vừa bào mòn ha, là nó vừa có cây cối, nó đẹp lắm. Còn bên này đẹp hơn nữa nè, nó giống như một bức tranh sơn thủy ấy các bạn, đẹp lắm. Nhưng mà tại vì Kim quay cái này á bằng cái qua cái kiếp của cái xe bớt nữa, nên là nó không có rõ lắm. Một cái sa mạc rất là đẹp, đẹp lắm luôn á, đấy rất là đẹp. Đây là lý do mà có nhiều quý ông bà muốn đi xe bus là vậy đó quý các bạn. Đây là lý do mà có rất là nhiều người muốn đi xe bus để họ thưởng ngoạn như vậy này. Đấy đẹp lắm, cái vùng này đẹp lắm luôn. Đẹp lắm. Và đây là những cái toa tàu dài mà nhiều khi mình đếm không hết. Bởi vì nó có mấy trăm toa như vậy nè. À đó. Tàu dài vô biên luôn. Đấy. Cái tàu này che luôn cả đời, ui rồi đẹp quá đi. Đây đẹp lắm, bởi vì được bắt thường nó giống như bức tranh slab. Đây nó giống như một bức tranh á, đẹp tuyệt vời. I know the trend. Mình đi qua tiểu bang New Mexico á cha. Sau một đêm đoàn của Kim ở trên xe, và xe bus này chạy xuyên đêm. Lúc 5 giờ sáng đoàn đã đến được Oklahoma, khoảng tức 11 giờ trưa đoàn sẽ đến được Missouri. Thì giờ đây đoàn sẽ đi xuống đây nghỉ ngơi rồi mua đồ ăn sáng, rồi đi tới luôn cho sợi lợi chân tay, bắt đầu chạy tiếp. Mỗi một lần xe dừng lại đổ xăng và cho bà con xuống đây nghỉ ngơi, mua đồ ăn cũng như là đi restroom, thì bao giờ tài xế họ cũng chùi rửa cái màn kiến. Bởi vì đi qua các tiểu bang là đi qua những cái vùng nông thôn, bao nhiêu những cái con giống như con cào cào châu chấu á, bay vào trong cái cửa xe. Và buổi sáng đầu tiên vào là mọi người đi vào đây ào vào mua cà phê trước ha, sau đó bắt đầu là mọi người đi ra đây để coi có cái gì mua để ăn chơi ở trên xe hay không. Thì cũng như là những cái tiệm khác á, ở đây bán cũng đủ thứ y chang như vậy đó. Thì ở trên nước Mỹ này á, bất cứ một cái chỗ nào nó cũng cùng tên, cùng một cái nhà hàng và cùng những cái nơi nghỉ ngơi nó cùng tên á, thì giống như là một những cái chi nhánh của họ nó bán giống nhau y chang. Rồi xong đó thì qua bên đây mua đồ ăn sáng. Buổi sáng ở đây nó có pizza nè, rồi nó có những cái loại gà như giống như là gà chiên á. Đây gà chiên.
Rồi bên đây bán pizza. Bên đây thì nó có cánh gà. Cánh gà cũng thấy cũng ngon lắm nha. Vào đây Kim chọn một cái kiến để đeo đọc sách, bởi vì lúc đi quên đem kiến. Kim với chị Bình tính mỗi người mua cái, tại vì nó còn cái nguyên cái mạc này mình chưa dám gỡ ra, bởi vì mình đọc mình coi thử xem là có vừa mắt mình không, đọc có rõ hay không thì mình bắt đầu mới lấy, mới tháo mấy cái này ra. Cũng là cái loại kiến đó nhưng mà nó nhỏ chị, nó nhỏ xíu đó. Bỏ vô trong bóp, trong giỏ, trong ví rồi. Dạ. Hai chị đang mua cà phê. Chị ơi thì bộ buổi sáng hai cô được có hai tô mì gói ăn phải là rất là ngon đúng không? Ở nhà thì coi là không ra gì, chứ tới đây nó giống như là đại quý lắm. Dạ, đây là giống như là món ăn cao lương mỹ vị vậy đó. Dạ, ngon đúng không? À cho đi hả? À dạ đúng rồi. Dạ, dạ vâng ạ. Đấy là còn số con tìm. Ngon không chị? Nó có cái dây mà. Dạ nó có cái dây mà. Thì nó rớt ở đó thôi à. Các bác sau một đêm ngủ sáng dậy, các bác đang uống cà phê ăn sáng rồi chuyến đi sẽ tiếp tục, chỉ còn vài tiếng thôi là mình đã đến Missouri. Mấy giờ mình tới Kim? Em nghĩ là khoảng 11 giờ hoặc 11 giờ hơn. Yeah. Em nghĩ vậy đó. Tại hôm qua em check á thì em thấy là cỡ 11 giờ 11 giờ 15. Nhưng mà tùy theo cái tuyến đường mình đi nữa. Nếu mà nó sửa đường hoặc là bị kẹt xe hay này kia đó thì có thể nó hơn. Nhưng mà hôm qua em check á thì nó khoảng cỡ 11 giờ 11 giờ mấy. Yeah. Good morning các chị nha. Vào buổi sáng. Good morning cô Huê. Bây giờ lại lên xe tiếp tục chuyến đi từ Cali qua Missouri. Chỉ còn có vài tiếng thôi cô là mình đến nơi rồi. Dạ đúng rồi. Ngày hôm nay như vậy là xuống buổi sáng tới rồi. Dạ, sắp tới rồi. Đúng rồi. Sắp tới rồi. Dạ. Em với mẹ sắp tới. Vâng, đúng rồi. Cái đó là cái gì chị? Bánh tùy mà chiếu qua lá trong à. À. Mang sô cô la còn cái tạ luôn mặn bánh tráng này. Giá của bạn Sơn. Của bạn Sơn. Dòng dòng gì? Mấy tính giá? Dòng mấy tính giá ở Tân Tô. Ngon hơn. Đúng. Sáng mai là chị đào cho anh cái bánh thánh thiệt là to vậy đó. Dòng si tô. Dạ. Cô sáng giờ cô ăn gì cô? Bánh mì này. À bánh mì à? Mì gà. Dạ. Trên đường mà gần đến Missouri đó thì các chị, các bác, các cô chú thấy còn là cây xanh không ạ? Dạ đúng rồi, cái vùng dưới này thì vào mùa hè nó giống như là cái thời tiết ở Việt Nam rồi đó, nóng cũng qua lại mưa, nên là sắp sửa đến từ đây đến Missouri đó mình thấy cây xanh nhiều lắm. Còn trên đường đi tại vì mình qua nhiều tiểu bang có khí hậu nhiệt đới nóng á, chẳng hạn như Arizona nè, rồi đi qua New Mexico nè, rồi Texas nè, rồi Oklahoma, những cái nơi mà có thời tiết ác liệt bởi vì thời tiết nóng á, nên là cây cỏ nó bị cháy bởi vì nó là thời tiết quá nóng. Khi mình đến ở Missouri thì thời tiết nó lại dịu xuống, trời có mưa nên là cây xanh rất là nhiều. Thì đây thì Kim quay cái màn hình qua để cho quý bà anh chị em thấy ở cái vùng này nha, cây xanh đẹp lắm.
bên đường chúng ta có thể thấy là cây xanh không, bởi vì vào mùa hè ở thành phố này nó vừa nóng nè nhưng mà ngược lại nó lại có mưa, nên là nó làm cho cây xanh mọc rất là tốt. Chỉ còn 1-2 phút nữa thôi là đoàn của chúng em đến được nhà thờ bên Missouri. All you gotta say is yes. Okay, go to the church. Thành phố Missouri. Đây có một cái nhà thờ đẹp chưa? Quá đẹp luôn. Nhà thờ. Quá đẹp. Mình đi đâu đằng kia? Dạ, ở bên này đó cây tán lá to lắm cha. Nên là vào mùa xuân hay mùa đông mùa gì đó, và nhất là vào mùa đông á thì lá nó rụng hết. Nhưng mà vào cái mùa hè là cây xanh như vậy nè. Không ảnh hưởng đến nhà lắm nhờ. Dạ đúng rồi. Đấy, những ngôi nhà họ xây đẹp lắm. Tại vì đây là tiểu bang lạnh mà. Mới này là nhà nó xây đẹp lắm cha. Mùa đông là tuyết rơi. Đấy, đây là con đường đi vào trong nhà thờ. Đẹp chưa? Đây là vùng ven nha, đặc trưng giống như nông thôn đó mà cho thấy đẹp không? Chứ vào thành phố của Suy còn đẹp nữa. Làm đâu? Ở thành phố thì mình đi ra thành phố. Còn đây là cái vùng ven ven thôi. Đã thấy đẹp không? Cây xanh được đẹp lắm mà thành phố rất là êm đềm, yên tĩnh lắm. Nhìn nhà này là... Dạ, đó họ xây nhà đây đẹp lắm. Cá lê nó bắt là do đất, do khí hậu luôn. Dạ, đó. Đây là con đường đi vào nhà thờ. Đây có nhiều căn nhà họ xây đẹp quá trời luôn. Tết mà tết mùa đông cho biết không, tuyết nó rơi á, đẹp lắm. Dạ. Đúng rồi đó, dưới đó đó. Đã tới rồi nhưng mà con đường này đấy đã đóng rồi. Nên là mình phải đi vòng lại. Mình phải đi vòng lại. Chỗ mà bớt đã đến được nhà thờ rồi nhưng mà ở cái đường đi vào thẳng là như chính diện nhà thờ thì họ đóng rồi, nên là xe bớt bắt buộc phải đi vòng lại, đi vòng lên.